Sau chuỗi trận đánh mất phong độ, Chelsea phần nào đã giảm bớt được áp lực khi giành chiến thắng 2-0 trước Brentford để giành quyền vào bán kết cúp liên đoàn Anh. Tuy nhiên, chiến thắng của The Blues vẫn không thể khỏa lấp được những vấn đề của đội bóng thành London. Trong hai vòng đấu gần nhất ở Premier League, Chelsea lần lượt bị các đối thủ dưới cơ lợi Everton và Wolverhampton cầm hòa. Kết quả này khiến đội bóng của huấn luyện viên Tuchel tụt xuống thứ ba, kém hai đội xếp trên là Manchester City và Liverpool lần lượt là 6 và 4 điểm. Một chiến thắng là điều bắt buộc nếu Chelsea không muốn tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch. Nhưng ở vòng đấu tới, họ sẽ phải làm khách trên sân của đối thủ không hề dễ chơi là Aston Villa. Dưới thời tân huấn luyện viên Steven Gerrard, Aston Villa đang dần chuyển mình trở thành đội bóng có lối đá thực dụng và có thể gây ra khó khăn cho đối thủ. Đội chủ sân Villa Park chỉ để thua Man City và Liverpool với cách biệt chỉ là một bàn. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Gerrard hoàn toàn có thể giành được một kết quả tích cực. Ở trận đấu tới, đội chủ nhà Aston Villa sẽ thiếu đi David, N'Gazi, Sunson và Steer vì Covid-19. Trong khi đó, Encampa, Bailey và Traore đều không kịp bình phục chấn thương, khiến luận viên Gerrard sẽ phải đau đầu tìm ra đội hình tối ưu. Phía bên kia, cơn bão chấn thương cũng đang càn quét đội bóng huấn luyện viên Tuchel. Tiền vệ Harvard và tiền đạo Wagner đã dương tính với Covid-19, bên cạnh chấn thương của Chuel. Ngoài ra, Christensen Ziyech, Hudson Odoi, Lukaku, Chaloba đều để ngỏ khả năng xa sân. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea đã nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 lần để thua trước Aston Villa. Trong 5 trận gần nhất, Villa đã giành 3 chiến thắng và để thua 2 trận. Phía bên kia, Chelsea thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Việc thiếu vắng quá nhiều chân sút chủ lực như Wagner hay Lukaku sẽ khiến đội bóng huấn luyện viên Tuchel khó có thể tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ chắc chắn của Aston Villa. Người chơi hoàn toàn có thể đặt cửa dưới ở kèo này khi Villa với phong độ ấn tượng hoàn toàn có thể giữ lại được một điểm trên sân nhà. Chelsea đang thiếu vắng hai chân sút tốt nhất, trong khi Villa cũng đang sở hữu hàng thủ chơi vô cùng chắc chắn trong những vòng đấu gần đây. Đội chủ nhà sẽ chơi phòng ngự số đông để chặn các đường lên bóng của đối thủ. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu khăn hiếm bàn thắng, Sửu sẽ là lựa chọn ở kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa Aston Villa Chelsea 1-1.